một sự kiện hoành tráng được tín đồ làm đẹp mong chờ sắp diễn ra. Chị rất là mong chờ cái sự kiện này. Chị rất là thích luôn. Mình cũng rất là mong muốn được sử dụng các dịch vụ tại đây. Mình nghĩ đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực làm đẹp dành cho các chị em phụ nữ. Tức mừng khai trương viện thẩm mỹ Diva Châu Phú. Tọa lạc tại số 16-18 Hai Bà Trưng, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Được thiết kế với không gian rộng lớn. Hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất. Cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm mang đến kết quả làm đẹp tốt nhất cho khách hàng. Cơ hội trải nghiệm top các dịch vụ với mức giá siêu hot. Triệt lông chỉ 39.000 đồng. Chăm sóc da chỉ 79.000 đồng. Trị tạc nhang chỉ 399.000 đồng. Đăng kim vi điểm chỉ 499.000 đồng. Phun mày chỉ 699.000 đồng. Phun môi chỉ 899.000 đồng. Ngoài ra còn có cơ hội nhận được hơn 1.000 quà tặng hấp dẫn. Đến ngay viện thẩm mỹ Diva Châu Phú để tận hưởng các dịch vụ làm đẹp đẳng cấp 5 sao. Đăng ký ngay chốt liền tay cơ hội dành cho 99 khách hàng đầu tiên. Gọi 1900 2222 để được tư vấn miễn phí. Viện thẩm mỹ Diva, phục vụ từ trái tim.